Vâng, chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với xê đấu tiếp theo, xê đấu thứ ba. Minoan là quân của game thủ Hồng Anh, còn Phoenicia đến từ game thủ Gandhi. Vâng, cũng xin nhắc lại một lần nữa là chính Tiểu Bạch Long cũng đã từng khẳng định, vâng, Minoan khi gặp một cái bài mà không khung hoặc là đánh solo, cụ thể là anh không nói luôn là đánh solo. Vâng, Minoan đánh solo cũng chả khác gì vâng cá tha là mấy. Vâng, đẹp lắm nên mới dám đánh thẳng cung. Còn lại vâng đánh solo thì cứ chém mà chém thì Minoan cũng chả khác cá tha thì là mấy. Vậy đây là một bài được đánh giá là cửa dưới khá nhiều cho game thủ Hồng Anh, một quân được đánh giá là khá dưới khá nhiều. Nhưng dẫu sao thì với những chiến thắng liên tiếp thì Hồng Anh vẫn đang có những vâng trận thi đấu được xem như là chuẩn mực, không mắc những sai lầm cả về chiến thuật lẫn những vâng thao tác thi đấu. Và quan trọng nhất thì có lẽ là Hồng Anh đang được các bạn khán giả liên tiếp nhắn tin và đang chuyển những ép coi quan trọng cả về mặt tinh thần lẫn ép coi để cho game thủ Hồng Anh có những trận thi đấu có thể nói là cực kỳ bay. Và ngày xưa thì Hồng Anh cũng vâng anh em ngày xưa thì cũng hay nói chuyện với nhau, Hồng Anh cũng hay tâm sự vâng thi đấu với những các cái game thủ có vâng có đầu có máu có mủ tên có tiếng có tăm, Hồng Anh rất là cống. Vâng, nhưng từ khi bắt đầu bước vào thi đấu đỉnh cao top 1 thì bắt đầu game thủ Hồng Anh bắt đầu có những trận thi đấu cọ sát với những tên tuổi lớn và vì thế tâm lý của em cũng đã được vững lên rất nhiều, đặc biệt là trước những chiến thắng trước những game thủ vâng sừng sỏ từ thể loại cung R, sau đó thì đến thể loại solo. Vậy bây giờ em càng thi đấu với những game thủ mạnh, em càng có vâng động lực hơn. Vì vậy những chiến thắng liên tiếp đã giúp cho game thủ Hồng Anh đã được khẳng định được vị thế của mình. Chưa phải là ngôi vị cao nhất nhưng với một game thủ sinh năm 1996 thì tương lai còn rất rất dài phía trước. Mới đây thì Hồng Anh đã kết hợp với Chim Sẻ Nắng giành được chức vô địch ở giải vâng 22 random do VAC tổ chức và hướng tới thì Hồng Anh và những đồng đội khác ở trong team Game TV. Ví dụ như game thủ Chiboy sinh năm 1996 và vâng một thành viên nữa sẽ thành lập team và thi đấu tham gia giải 44. Vẫn biết chặng đường phía trước còn rất dài, gian nan là còn nhiều. Ngôi vị số 1 của mình vâng còn phải lâu nữa mới tới nhưng vẫn phải cố gắng. Trên bước đường thành công thì không bao giờ có những dấu chân của việc lười nhác. Ông anh vẫn chăm chỉ luyện tập. Bây giờ chúng ta hãy tiếp tục quay trở lại với kèo đấu này khi mà game thủ của Hồng Anh đánh 25 nông dân. Một bài Roman 25 nông dân. Kích đời ở 80X. BS thứ hai. Gandhi là người cầm phô. Chúng ta cùng xem bài này Gandhi sẽ đánh cái gì. Phô đánh bao nhiêu dân và đánh cái gì. Thêm một bầy hiêu ở phía trên này nữa. Chăm chỉ, cố gắng, rèn luyện và chờ ngày thành công. Khung là rất rộng, các bạn có thể theo dõi trên màn hình. Cái cách khung nhà là cực kỳ rộng đến từ game thủ của ông anh. Tôi vừa mới nhìn nhầm cái gì ấy sao ấy, 9% giò không, vâng tầm này lấy đâu ra 9% giò. BM và BL, vâng 13x với 26 nông dân Vinoan. Với số lượng dân như thế này việc chuyển quân sẽ là vâng dễ dàng thôi, không đến mức quá phức tạp, nhưng quan trọng là Gandhi có phụ khóa hay không thôi, đó mới là điều quan trọng. Nếu mà Gandhi phụ khóa giò 9% thật là cực kỳ nguy hiểm. Không, Hồng Anh mới là người lên đời một sớm hơn.
Phong cách thi đấu là tương đối tự tin. Hai mươi bảy trên 28 là tham lai lúc này. Đây rồi, Gắn Y quyết định đánh cùng bài này. Phô đánh cùng, Minoan đánh chém, công giáp là đầy đủ của con giò này. Ăn được ba công dân, L2. Gắn Y sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở những thời điểm đầu khi mà con giò công giáp đầy đủ giò được thế nhà của đối thủ Gắn Y. Gắn Y vâng, không lẽ lại hướng lên góc 12 giờ. Đã cùng chờ xem. Vâng, cách đánh chém hiện đại bao giờ cũng vậy, lúc nào cũng có ruộng, sẵn sàng đóng ruộng sát nhà chính, nhưng lúc nào cũng phải có, không đến mức quá rúi rụi phải bò hốc, nhưng lúc nào cũng phải có ruộng. Vẫn chưa thấy những cơ sở chính của cái thủ Gắn Y ở đâu. Tương đối dị, nhà là tương đối dị dành cho cái thủ Gắn Y. Đây rồi, tôi nhìn thấy 1.0, đó là cái giếng thôi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Vâng, 11 giờ, đi luôn ruộng. Không, không tách làm gì, cứ lao thẳng vào, tất cả lao thẳng vào ruộng, không phải tách. Lao thẳng vào. Đấy đúng rồi, lao thẳng vào, không biết là sửa bằng cái gì đây. Không phải tách, tách làm gì tầm này đấy. Chưa bánh xe dành cho thủ Gắn Y. Quá khó khăn dành cho thủ Gắn Y. Đã có bánh xe rồi. Đây là cái tầm mà cái thủ Gắn Y sẽ là siêu yếu. Siêu siêu yếu bài này. Không cần phải e trước. Vâng, đã là rất khỏe dành cho cái thủ của anh tầm này rồi. Gắn Y quá mất tay trên tất cả các mặt trận, sẽ là cực kỳ khó khăn ở những phút tới khi mà lực của Gắn Y mất đi là quá nhiều và Gắn Y đi sai rồi. 1-0 trong C3 dành cho cái thủ của anh. Đánh quá bay.